Cậu bé chê máy bay tặng em gái Cái máy bay là của anh Của em <laughs> Hai anh em làm gì thế hả Anh hai làm hỏng máy bay của con Anh làm đền cái khác là được chứ gì Em gái chẳng hiểu gì cả Thực ra tớ cần cái máy bay để nghiên cứu khí động học của nó Bởi tớ muốn làm một cái máy bay bằng gỗ có thể bay được Các bạn tin tớ thành công thì đăng ký kênh và nhấn like nha Anh hai, em về nhà ăn gì cho đỡ đói Rồi quay lại đây nhanh nhé Chỉ còn vài công đoạn nữa thôi là xong rồi Em gái ơi xuống đây đi con thật là khéo tay đó nha Em gái lên đây mình bay một vòng nào Chuyến bay sắp sửa khởi hành Bám chặt nhé Hả? Cậu bé nhút nhát vào cổ bóng gỗ Không có bóng nên ba đứa trẻ lấy của dưa hấu ra đá Bỗng một anh trai xấu tính chặn của bóng lại và đạp vỡ nó Lũ trẻ đang ôm mặt khóc thì cậu anh xuất hiện mắng anh thanh niên một trận và anh kiêu ngạo bỏ đi Cậu kéo em gái đi tìm một tấm gỗ rồi mang nó đến một cái bàn Cậu dùng thước vẽ các hình ngũ giác trên tấm ván rồi cắt ra thành từng mảnh nhỏ đồng thời vẽ và tạo các khớp nối trên các mảnh ngũ giác đó. Trong lúc cậu đang miệt mài làm thì anh thanh niên xuất hiện, anh ấy nói rằng nếu của bóng gỗ đá được thì anh sẽ lại cậu ba cái, vì thế cậu sẽ chứng minh cho anh ấy rằng cậu sẽ làm được. Cậu bắt đầu lắp ghép các mảnh ngũ giác lại với nhau, và một của bóng gỗ đã được hoàn thành nhanh chóng, sau đó cậu và các bạn sẽ mang đi gặp anh trai xấu tính, anh trai có vẻ không tin của bóng này có thể đá được, vậy là bọn trẻ đã thử luôn cho anh xem, quả bóng lăn đều trên cỏ và cảm giác như thật điều đó anh trai giật mình và muốn rút lại lời hứa nhưng bọn trẻ lại không muốn thế cậu bé khéo tay chế bản hoa cho mẹ em gái đã bóng trong nhà làm chiếc bàn tròn của mẹ bị vỡ mẹ chạy ra thấy cậu đang dọn hiện trường nên mắng cho một trận cậu chưa kịp giải thích thì mẹ đã phạt ở nhà rồi dắt em gái ra ngoài chơi cậu buồn bã xuống sân đi bộ thì bất ngờ thấy chiếc lốp xe ai vừa bỏ đi nên nhanh chóng lăn nó về nhà ngay sau đó cậu bôi keo lên lốp xe rồi dùng sợi dây thừng cuốn xung quanh chẳng mấy chốc thì đã hoàn thành trong khi đó mẹ và em gái đi chơi công viên còn cậu vẫn miệt mài lắp chân cho cái bàn, đồng thời trang trí cho nó bằng những bông hoa giả nhiều màu sắc. Lúc này em gái mới dám thú nhận với mẹ rằng mình đã làm vỡ bàn. Mẹ có đôi chút sừng sốt nhưng rồi lại khen em dám nhận lỗi. Khi hai người quay về thì thấy cậu đang đợi sẵn, mẹ liền xin lỗi vì đã mắng ngoan cậu. Nhưng cậu không những không giận mẹ mà còn làm tặng mẹ một cái bàn rất đẹp. Mẹ và em gái rất thích chiếc bàn này. Mọi người thấy nó có đẹp không? Follow mình để xem thêm nhiều clip thú vị nữa nha. Cậu bé làm tranh kính tặng mẹ, em gái tay máy buông tay cắt đôi bức tranh của mẹ. Cô sợ quá liền chạy đi trốn trước khi mẹ vào phòng bắt gặp cậu anh đang ở cùng hiện trường. Và không ngạc nhiên khi cậu bị mắng cho một trận dù cố gắng giải thích hàng ngàn lần. Cuối cùng, cậu đành bị phạt ở nhà và nhìn mẹ dắt em gái đi chơi. Nhưng cậu không can tâm mang nỗi oan ức này đến cuối cuộc đời nên đã quyết định sẽ làm lại một bức tranh khác đẹp hơn vạn lần. Đầu tiên, cậu vẽ một bức tranh lên giấy trắng rồi tô màu cho nó. Sau đó, dùng phấn trắng vẽ đầy đủ cả bức tranh lên một tờ giấy đen, rồi cắt một số ông trống trên bức tranh đó. Trong khi đó, em gái lúc này mới dám nhận lỗi với mẹ vì đã làm hỏng bức tranh, mẹ không mắng mà còn khen em vì biết nhận lỗi. Ở nhà, cậu bé đã làm xong các chi tiết của bức tranh và bắt đầu sắp xếp chúng lại với nhau. Một lúc sau thì mẹ về đến nhà, mẹ rất xin lỗi vì đã mắng ngoan cậu. Cậu không giận mẹ mà còn tặng mẹ một bức tranh rất đẹp nữa. Mẹ và em gái rất thích bức tranh này, mọi người thấy nó có đẹp không? Follow mình để xem thêm nhiều clip thú vị nữa nha. Cậu bé tài năng và bức tranh phượng hoàng. Anh trai đang mắng cô bé thì mẹ chạy đến anh bắt đền bức tranh bị cô bé làm rách. Mẹ xin lỗi thay cô và muốn được bồi thường nhưng anh ấy từ chối. Bởi đây là bức tranh vô giá mà anh mất một tháng mới vẽ xong. Cậu anh nghe vậy liền nói sẽ vẽ đền cho bức khác đẹp hơn ngàn lần. Và cậu bắt đầu trổ tài ngay lập tức. Đầu tiên, cậu sẽ làm một khung tranh bằng gỗ và cắt vài gắn lên. Sau đó, cậu bày bút vẽ và mực ra sân rồi bắt đầu vẽ những nét đầu tiên. Những nét vẽ như phượng bay rồng múa. Cuối cùng, cậu phun vào bức tranh một dung dịch đặc biệt và hình ảnh một con phượng hoàng lửa hiện ra tuyệt đẹp vô cùng thần thái. Mọi người có thích bức tranh này không? Follow mình để xem thêm nhiều clip thú vị nữa nha. Cậu bé tài năng chế xe xúc cát. Cô em đang chơi đồ chơi thì bỗng đâu một anh thanh niên xuất hiện phá đám và làm hỏng chiếc xe rồi bỏ đi. Nhìn thấy em gái khóc lóc thảm thương, cậu anh lại gần và hứa sẽ làm cho cái xe khác xịn hơn. Cậu dẫn em gái đến một khoảng trống rồi về nhà lấy mấy tấm gỗ ra và bắt tay vào làm. Đang mải mê làm thì anh thanh niên lại đến cả khịa. Anh nói sẽ ăn vỏ dưa hấu nếu cậu làm được. Vì thế, cậu quyết tâm sẽ hoàn thành nhanh chóng công việc để anh ấy bớt coi thường người khác lại. Một lát sau mẹ đi làm về và bắt gặp, đúng lúc chiếc xe vừa được sơn xong rất đẹp, nên em gái muốn ngồi thử ngay cho nóng, không ngờ chiếc xe hoạt động rất trơn tru và nhịp nhàng như thật. Đúng lúc đó thì anh trai xấu tính đi tới, không thể trốn đi đâu được nữa. Anh nhăn mặt đưa vỏ dưa vào miệng, mọi người nghĩ anh ấy sẽ ăn nó không? Follow mình để xem thêm nhiều clip thú vị nữa nha. Cậu bé thiết kế thời trang siêu đỉnh, em gái đang đi thì hai chị em hàng xóm gọi lại khoe quần áo mới em gái sờ thử chiếc váy thì bị bạn xô ra vì sợ nó bẩn. Thấy vậy, cậu anh từ xa đi tới nói rằng sẽ làm cho cô một cái váy đẹp hơn trăm lần. Nói xong, cậu dẫn em gái đến một chỗ trống rồi lấy nguyên vật liệu ra bắt đầu làm váy. Đang làm thì hai chị em hàng xóm đi đến cả khịa vì thấy cậu làm váy bằng túi đựng rác, rồi khinh bị bỏ đi. Nhưng cậu anh không quan tâm lời họ nói, cậu vẫn tập trung làm việc và chiếc váy đã nhanh chóng dần hình thành. Để đặc sắc hơn, cậu làm thêm cho nó một đôi cánh thiên thần màu trắng. Cuối cùng, Chiếc váy công chúa đã hoàn thành và em gái muốn mặc thử nó ngay. Chiếc váy vừa như in và mọi người thấy nó có đẹp không? Không muốn đợi lâu, cô liền đi khoe với hai anh em hàng xóm. Nhưng họ vẫn không công nhận. Mọi người follow mình để xem thêm nhiều clip thú vị nữa nha. Cậu bé chế dù đi mưa siêu đỉnh. Em gái che nắng bằng lá khoai nên bị chị em hàng xóm cả khịa. Cô sở thử chiếc dù của họ thì bị xua ra vì sợ làm nó hỏng. Thấy em gái buồn, cậu anh bước tới nói sẽ làm cho cái dù khác đẹp hơn sau đó hai anh em đi đến một bụi tre và cậu cưa lấy một cây mang về tới nhà cậu bắt đầu chè cây tre thành những nan mỏng rồi lắp ghép chúng lại thành khung cái dù bằng các khớp nối khung có thể mở ra gấp vào như thật tiếp theo cậu bôi keo lên khung dán giấy và cắt thật gọn gàng đồng thời không quên trang trí bên trong bằng các sợi dây nhiều màu đặc biệt cậu không quên bôi một lớp kẹo chống dính lên trên giấy trước khi dùng màu vẽ hình trang trí cho nó cuối cùng chiếc ông đã được làm xong và hai anh em mang nó ra ngoài đi dạo mọi người thấy cái dù này có đẹp không? Follow mình để xem thêm nhiều clip thú vị nữa nha. Cậu bé tài năng chế máy được hôm cuối tuần, bọn trẻ con được phụ huynh cho đi chơi nhưng đợi cả nửa ngày vẫn chưa chơi được gì. Bực mình, hai anh em kéo nhau về nhà lấy đồ ra làm một cái máy chơi nghiêm khác. bằng sự tài năng của mình, cậu thiết kế và lắp ghép rất nhiều bộ phận phức tạp. chẳng mấy chốc chiếc máy đã được lắp xong và cậu bắt đầu tô màu và trang trí cho nó. Sau đó, cậu mang chiếc máy xuống sân và gọi các bạn đến chơi các bạn chạy đến rất đông và muốn chơi thử chiếc máy này ngay nó hoạt động rất trơn tru không khác gì một chiếc máy chuyên nghiệp trong khi đó anh trai xấu tính chơi bị thua hết sạch bi và anh ấy đi lại xin cậu chơi ké nhưng cậu từ chối vì chỉ có trẻ con mới được chơi khiến anh ấy tễn tỏ chạy mất sao biển gỗ của cậu bé tài năng thấy cô em đang chơi với khúc gỗ mấy đứa bạn đến cả khịa cô em rất buồn cậu anh liền chạy đến đuổi lũ bạn đi sau đó dựng khúc gỗ lên và bắt đầu cưa cậu nói rằng sẽ làm cho em gái một con sao biển rồi tiếp tục công việc của mình. Cậu vẽ nhân vật sao biển lên và rồi cưa theo, sau đó tiếp tục đục những vị trí khó. Đang làm việc hăng say thì đột nhiên hai đứa bạn lại xuất hiện chế giễu, nhưng hai anh em không thèm quan tâm đến họ, vì cậu anh sắp tô màu cho sao biển của mình. Một nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh dần xuất hiện, và cậu đã tô màu xong sau đó. Đây là một chú sao biển trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Mọi người có thấy nó đáng yêu không? Follow mình để xem thêm nhiều clip thú vị nha. Cây đào Tết của anh em tài năng. Thấy mẹ nhổ cây đào năm ngoái định bỏ đi thì hai anh em đến giữ nó lại. Thấy họ năn nỉ mãi nên mẹ đành đồng ý. Cậu anh cưa lấy những cành thừa rồi trà mịn những cành bỏ đi đó. Còn cô em đi lấy những cây nến màu đỏ và nấu chảy chúng ra. Sau đó, hai anh em trụng ngón tay nhúng nước rồi nhúng vào nến để làm những bông hoa trên cành cây. Cô em làm hoa dưới thấp còn cậu anh làm ở trên cao hơn. Chưa hết, cậu anh dùng những cành cây sau khi trà mịn để làm thêm lồng đèn trang trí. Và em gái dùng hai ống tre để làm nến cho lồng đèn. Sau khi tất cả đã hoàn thành, Cậu gọi mẹ đến xem tác phẩm. Mọi người đã chuẩn bị được gì cho Tết năm nay rồi? Follow mình để xem thêm nhiều clip thú vị nữa nha.